Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em có hai em bình Cutani loại nhỏ, nhưng mà họa tiết thì vẽ tất cả là kín bình, có bốn tiểu cảnh mọi người ạ. Hai cặp bình này thì hai chiếc bình này thì họa tiết y như nhau luôn mọi người. Đây, em cho mọi người xem chuyện của nó đã. Đây, chuyện Cutani chuyện đỏ mọi người nhé. Đây là một em. Em này là em thứ hai, cũng chuyện giống nhau luôn mọi người nhé. Hai cái đây là một cặp luôn mọi người. Họa tiết thì vẽ kín bình. Đây, giờ em đo kích thước cho mọi người xem. Kích thước của cái bình này là 22 mọi người nhé. Chiều cao là 22. Vòng bụng nó bao nhiêu? Vòng bụng nó 42 mọi người nhé. Vòng bụng 42, chiều cao 22. Miệng thì nó cũng nhỏ thôi mọi người. Đây, miệng của nó là 5. Miệng của 5, cái lỗ miệng nó rất là nhỏ luôn, mình không đút được lọt ngón tay vào đâu mọi người. Ngón tay út cũng không lọt được vào. Như được cái là họa tiết nó vẽ kín bình luôn mọi người. Đây, mình sẽ bây giờ mình sẽ quay họa tiết cho mọi người xem nhé. Em quay sát sát lại vào họa tiết để anh quay cho mọi người xem. Cái này thì họa tiết lớn này nó vẽ một cái hồ lô mọi người. Họa tiết đây là đôi chim chí. Họa tiết chùa. Họa tiết này là có 1, 2, 3, 4, 4 người, nhưng mình chả biết là ý nghĩa gọi là gì nữa. Mình gọi thôi họa tiết người. Có 5 tiểu cảnh. À, xin lỗi mọi người nhé, có 4 tiểu cảnh nhé. Mình nói nhầm ấy. Đây là một em. Em này cũng vậy, họa tiết giống y như nhau luôn mọi người nhé. Cặp bình này thì nghệ sĩ họa sĩ người ta ngồi tỉ mỉ, người ta vẽ khá chi tiết đấy mọi người ạ. Mọi người ai mà xem muốn mua cặp bình này cứ liên hệ mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây, một lần nữa mình chụp đây cho mọi người xem mấy miệng đây này. Miệng rất nhỏ. Đây, cái cổ miệng đây to, mọi người xem một ngón tay cái đây mọi người. Chi tiết khá là đẹp. Đấy, mọi người ai mà muốn mua cặp bình này thì mọi người cứ liên hệ mình mọi người nhá. Thôi mình xin phép mình cũng kết thúc video đây đây mọi người. Một lần nữa mọi người cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem video và luôn ủng hộ và mua hàng của mình. Rồi, mình xin chào tất cả mọi người nhé.